Dạ, xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Honda Auto Long An. Em là hãng tư vấn bán hàng của Honda Auto Long An. Hôm nay em xin được phép gửi đến quý cô chú anh chị một bài báo giá chi tiết về mẫu xe Honda City RS 2021. Thì một mẫu xe sedan hạng B lăn bánh dưới 700 triệu đồng và đang được rất là nhiều các vị quý khách hàng ưa chuộng trong cái thời gian gần đây. Thì Honda Việt Nam công bố Honda City RS này với mức giá niêm yết là 599 triệu đồng. Và có 6 cái lựa chọn màu sắc để cho anh chị lựa chọn. Thứ nhất là màu trắng nè, màu bạc, màu đen, màu titan, màu xanh đậm và màu đỏ. Riêng anh chị nào chọn màu đỏ thì thêm 5 triệu là 604 triệu đồng. Vậy thì các cái chi phí đăng ký để ra biển số của mẫu xe này, đó là thứ nhất, thuế trước bạ 10% có giá là 59 triệu 900 nghìn đồng. Chi phí đăng ký biển số, quý khách hàng nào mà mình hộ khẩu ở huyện nè, huyện Tân Trụ, huyện Thủ Thừa thuộc tỉnh á, thì chi phí đăng ký biển số là 200 nghìn đồng. Đối với những quý khách hàng nào mà hộ khẩu ở thị xã Kiến Tường nè, thị xã Tân An thuộc thành phố Tân An thì chi phí đăng ký biển số là 1 triệu đồng. Còn đối với những anh chị nào mà hộ khẩu mình ở Sài Gòn á, hộ khẩu mình thành phố Hồ Chí Minh là chi phí đăng ký biển số là 20 triệu đồng. Tiếp theo chi phí đăng kiểm lần đầu có hiệu lực là 2 năm rưỡi thì mức giá tiền là 340.000 đồng. Tiếp theo là chi phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc dành cho xe 5 chỗ là 530.700 đồng. Tiếp theo là phí duy trì đường bộ 1 năm dành cho cá nhân không kinh doanh là 1.560.000 đồng. Vậy thì cái số tiền mà quý khách hàng cần chuẩn bị với cái hình thức mua xe tiền mặt là 661.530.700 đồng. Thì quý anh chị lưu ý giúp em là mức giá trên chưa bao gồm phí bảo hiểm vật chất và các cái chương trình khuyến mãi đặc biệt từ đại lý Honda Auto Long An. Thì song song với lại cái hình thức mà mua xe bằng tiền mặt thì Honda Auto Long An của em vẫn hỗ trợ cho quý khách hàng để mua xe Honda City RS với cái hình thức tối thiểu. Thì hỗ trợ ngân hàng thì bên em hỗ trợ cho mình tối đa 80% giá trị xe và thời hạn vay lên đến là 7 năm. Thì khi mà mình vay 80% thì mình chỉ cần trả trước là 20% giá trị xe là 119 triệu 800 nghìn đồng. Và các cái khoản chi phí đăng ký, thứ nhất thuế 10% là 59 triệu 900 ngàn, phí biển số khách hàng ở huyện thuộc tỉnh là 200 ngàn. Khách hàng ở thành phố thuộc tỉnh là 1 triệu đồng. Phí đăng kiểm lần đầu 2 năm rưỡi 340.000 đồng. Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc dành cho xe 5 chỗ là 530.700 đồng. Phí duy trì đường bộ 1 năm dành cho cá nhân không kinh doanh là 1.560.000 đồng. Vậy thì quý khách hàng cần chuẩn bị cái số tiền tối thiểu để mua xe Honda City RS 2021 với hình thức trả góp là 182.330.700 đồng. Thì các cái thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị khi quý khách hàng mua xe trả góp đối với hình thức cá nhân đó là quý khách hàng cần chuẩn bị giúp em các cái giấy tờ tùy thân như là chứng minh nhân dân nè, sổ hộ khẩu, nếu mà anh chị nào có gia đình rồi thì chuẩn bị giúp em cái giấy đăng ký kết hôn, còn ai mà chưa lập gia đình thì chuẩn bị cho em cái giấy xác nhận độc thân, rồi hợp đồng lao động và sao kê lương 3 tháng gần nhất. Đối với khách hàng đứng tên xe là doanh nghiệp thì cần chuẩn bị giúp em là giấy phép đăng ký kinh doanh nè, điều lệ công ty, các cái biên bản họp hội đồng thành viên, họp hội đồng quản trị, các hóa đơn đầu vào, các hóa đơn đầu ra. Thì đối với những cái anh chị nào, những khách hàng nào mà khó hoặc là không chứng minh được thu nhập thì đừng ngần ngại mà hãy gọi vào cái số hotline để em để bên dưới. Thì để mà bên em sẽ có một cái bạn ngân hàng thì gọi trực tiếp cho mình và hỗ trợ cho mình tối đa để mình mua được mẫu xe mình ưng ý. Thì trên đây là một cái bài báo giá chi tiết về mẫu xe Honda City RS 2021 màu đen lăn bánh tại Long An. Thì để biết thêm các cái chi tiết như là khuyến mãi đặc biệt từ đại lý nè, cái chi phí bảo hiểm vật chất thân xe thì anh chị vui lòng gọi số hotline hoặc là để lại cái số điện thoại ở phía dưới comment để em gọi lại trực tiếp tư vấn cho quý anh chị. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã xem.